Có 3 loại trầm hương không thể thiếu được trong mỗi cái dịp Tết cổ truyền người Việt Nam. Các bạn hãy cùng nghe xem có đúng hay không nhé. Thứ nhất là trầm nụ. Trầm nụ thì tác dụng chính là để giải trừ những uế khí, uế trường, những cái tạp khí không tốt. Thế nên là thường ấy, người ta dùng trầm nụ để trong những dịp bao sái ban thờ này, tỉa chân nhang hoặc là bốc bát hương. Bên cạnh đó thì nhiều người còn đốt trầm nụ ở trên ban thờ trong 3 ngày Tết để giúp gia tăng sinh khí của ban thờ, cũng như là chiêu cầu những cái điều may mắn và tài lộc cho cả gia đình trong một cái năm mới. Thứ hai là trầm hương tâm. Hương tâm là phương tiện để kết nối tâm linh, là cái nén tâm hương để gửi gắm đến ông bà, tổ tiên, các chư vị thần linh thổ địa, cầu mong cho một cái năm mới được may mắn, cát lành và bình an hơn. Nhiều người thì khi mà đi lễ chùa đầu năm ấy, họ vẫn hay mang theo hương tâm đi để gửi đến cái nén tâm hương đến các vị thần Phật, giúp là giải trừ những vận hạn, giải trừ những điều xui xẻo và chiêu cầu những điều may mắn và cát lợi cho một cái năm mới cho cả gia đình. Và cuối cùng là trầm hương không tâm. Hương này thì thường được dùng cho những dịp tiếp khách hoặc là bàn bạc những câu chuyện quan trọng về đầu năm. Bởi vì ấy, hương trầm thì có tác dụng chính là an thần, giúp gia tăng cái sự tập trung và thông minh của não bộ. Từ đó thì những cái quyết định đưa ra nó được sáng suốt hơn, cái công việc nó trở nên hanh thông thuận lợi hơn, hứa hẹn cho một cái năm mới có nhiều thắng lợi mới và thành công mới. Các bạn đã có 3 cái loại trầm hương này chưa? Nếu muốn sở hữu những báu vật này thì các bạn hãy nhắn tin cho tôi nhé, hoặc là bấm vào phần mô tả trên trang cá nhân của tôi sẽ giúp các bạn. Xin chào.